Vâng, xin chào anh chị các bạn. Tôi là Henny Hùng. Tôi là CEO B&A Việt Nam. Và tôi hôm nay rất là vui và rất là nhiều năng lượng khi mà tôi đang làm một cái video trong một cái ngày rất là đặc biệt. Ngày hôm nay rất là đáng nhớ với tôi, đánh dấu những cái cột mốc phát triển và những cái sự tăng trưởng và phát triển trong một cái thời khắc mà tôi đang những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và tôi chuẩn bị bước vào một cái chương trình AI Iva Camp rất là đặc biệt mà tôi cũng đang rất là háo hức chờ đợi tham gia một cái chương trình do AI Lake Global tổ chức của Học viện AI, và chúng tôi đang chuẩn bị cùng nhau sẽ đồng hành và tham gia một chương trình huấn luyện đẳng cấp, những kiến thức đỉnh cao với những cái chương trình đào tạo thực chiến về AI bởi những chuyên gia hàng đầu Việt Nam về AI. Và chương trình này sẽ giúp chúng tôi trang bị kiến thức cũng như là gắn kết với nhau để chúng tôi trở thành những cái chiến binh, những cái đội ngũ vô địch để chúng tôi có những kiến thức và làm chủ AI và phụng sự cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn. Và chúng tôi sẽ có thể là biến mất trong vòng 2 ngày tới, ngày mùng 2, mùng 3 ở tại khu vườn, tại khu resort, thưa anh chị, tại khu resort vườn Vua Resort ở Phú Thọ. Và chúng tôi sẽ cùng nhau thăng hoa, cùng nhau trải nghiệm những cung bậc cảm xúc với những chuyên gia hàng đầu huấn luyện trong một cái chương trình lần đầu tiên và tiên phong, một cái trại huấn luyện thực chiến về AI. Anh chị ấy cổ vũ và động viên cho tôi, và có thể anh chị sẽ không liên lạc với tôi trong 2 hôm tới, bởi chúng tôi sẽ ngắt kết nối với thế giới bên ngoài để chúng tôi tập trung, chúng tôi học tập khởi đầu một tháng mới, tháng 3, với những cái chiến lược cũng như là cái định vị mới, tái cấu trúc lại và định hình tương lai mới. Chúng tôi cũng kỳ vọng đây là một cái chương trình sẽ giúp chúng tôi thay đổi và đột phá về thu nhập, về doanh thu và về những giá trị cho cộng đồng, đặc biệt những giá trị liên quan đến AI. Và chúng tôi hẹn gặp lại anh chị trong hành trình tiếp theo. Và anh chị hãy chờ những giá trị sắp tới mà chúng tôi sẽ trở lại, và chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chị những cái điều mà tuyệt vời, những cái điều mà anh chị sẽ không dự đoán được trước, và chúng tôi cũng không dự đoán được trước. Nhưng chúng tôi biết, chúng tôi cảm nhận rằng là đây là một chương trình huấn luyện tiên phong và đầu tiên, và chúng tôi cũng sẽ cùng nhau tạo nên những cái điều tuyệt vời ngay trong cái chương trình Camp, Iva Camp. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh chị.